Em Hoàng Chủ ô tô Quốc Linh xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em xin phép lên sóng cho anh chị và các bạn về một siêu phẩm của Honda. Đó là con Honda CR-V, một dòng SUV cao cấp anh chị nhá. Form dáng cực kỳ to, khỏe, mạnh mẽ, gầm bệ, cao gầm, thang máy chắc chắn, mang thương hiệu của Honda. Thương hiệu này thì nếu là xe máy thì số 1 Việt Nam rồi, còn ô tô thì cũng chưa được thương hiệu lắm. Thế nhưng mà Honda thì cực kỳ là bền bỉ anh chị nhá. Honda CR-V sản xuất năm 2013, phiên bản số tự động, máy 2.0, mang biển số 14A 62583, mang nước sơn màu xanh tím. Màu này nó là thành màu tím tím anh chị ạ. Trên đăng ký em không để ý nó ghi là màu gì, nhưng mà gọi là gần như là màu tím nhá. Xe rất là đẹp, rất là đẹp luôn anh chị nhá. Form giá anh chị nhìn cái đít nó to đùng. Xe như này thì đi rất là đầm chắc nhá. Rất là thêm thích luôn. Xe con này thì cam kết anh chị rằng không tai nạn, không ngập nước, máy số nguyên zin anh chị nhá. Xe rất là đẹp. Và hiện tại con này bên em đang chào bán với giá là 465 triệu đồng. Hỗ trợ bao rút hồ sơ cho khách hàng, bớt chút xăng xe lộc lá như đi lại cho anh chị. Và anh chị là quan tâm alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0705 141414. Và đến với chợ ô tô Quốc Quảng Linh có địa chỉ tại ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Linh để có thể trực tiếp xem xe. Đây bản này nó có đèn bi siêu sáng này, không phải độ đặc ấy nhá, cực sáng. Form dáng cân đối này, sơn xi bóng bẩy nhá. Gân gà chuẩn chỉ luôn. Đăng kiểm tới tháng 1/24. Rất là đẹp nhá. Đa năng đúc 4 bánh, xi nhan tích hợp trên gương. Đầy đủ tất cả các trang thiết bị, không thiếu gì anh chị ạ. Rất đẹp. Em đã tiến sâu thêm về tất cả chi tiết cho anh chị xem nhé. Đầu tiên là bản la răng đúc của nó. Đây la răng đúc của nó có 1, 2, 3, 4, 5 nan đôi. Đấy. Xích sát có một vài chỗ xích sát này. Nhưng không bị biến dạng la răng nhá. Lốp lác thì còn khá là đẹp, rơi vào tầm 90% lốp đấy nhỉ. Lốp còn dày nguyên 900 lốp. Cua lốp đây tròn trịa còn nguyên, không bục không rách nhựa nhá. Đấy, sắt xi thì không ăn gì, không mục mọt nhá. Gầm nhá anh chị nhá. Đây gầm bệ này, sắt xi và tất cả phần gầm không hoen gì, không mục mọt, không gì dầu gì mỡ nhá. Cực kỳ khô ráo. Cua lốp sau còn nguyên tấm cách vách lì này. Cái bọn những cái dòng xe cao cấp thì thường thường nó sẽ có cả vách lì ở cua lốp nhá. Đã chống ồn tuyệt vời như chị nhá. Anh chị mà xem con nào có vách lì ở cua lốp này này thì dòng xe khá là sang, chống ồn, lì là cái sự chống ồn tuyệt vời nhất anh chị nhá. Lốp rất mới nhá. Đấy. 9% lốp. Mà răng đúc đằng sau thì xuất sát một vài chỗ bong sơn thôi. Đấy, con tổng thành rất là đẹp. Rất là đẹp. Tiến tới nội thất bên trong xe. Xe trang bị đầy đủ tất cả trang thiết bị. 4 kính chỉnh điện, kính lái auto, hai khóa kính qua cửa, 2 gương chỉnh điện cụp xòe. Không thiếu gì. Đây, các bi cánh cửa thì nhựa này và da rất là sạch sẽ. Con này được sơn thêm sơn tĩnh điện này nhá. Sơn tĩnh điện giả vân gỗ nhá. Tất cả những cái chi tiết này. Tĩnh điện vân gỗ này. Rất là đẹp sang nhá. Rất là sang xịn mịn. Đây. Sàn này. Sàn nền nguyên bản đủ các loại thảm. 5D thảm rối. Rất là sạch sẽ. Ốc ác tem mát còn nguyên bản nguyên zin. Nguyên bản nguyên zin. Năm sản xuất 2013 này. Đấy. Tem mát nguyên zin. Ghế da theo xe, ghế xịn. Này, có cả túi khí ở bên cạnh sườn này. Ghế xịn theo da nhá, còn nguyên ghế da nhá. Rất là đẹp. Ghế xịn này thì không, gần như không rách được, chỉ nhăn nheo thôi anh chị. Ghế nguyên bản theo xe. Rất là đẹp. Vô lăng 3 chấu tích hợp còi túi khí và rất nhiều chế độ rảnh tay. Và vô lăng rất là đẹp nhá. Rất là đẹp luôn. Được sử dụng áo bọc vô lăng. Thêm ra rất cẩn thận. Đây em sẽ khởi động đồng hồ lên này.
đồng hồ điện tử, rất nhiều chế độ đèn báo nhá. Đài lổ phát, đài phát lổ ngay. Máy êm thìn thít anh chị nhá. Chị nghe tiếng máy không? Xe chạy được 9.324 cây nhá. Tất cả các chế độ đèn báo hiển thị bằng hết điện tử này. Đã có chế độ chống trơn trượt này, cân bằng điện tử này. Tất cả chi tiết kể cả cặp đồ nó rất đẹp nhé. Con này như cảm biến này. Nhựa cực xuất sắc, túi khí. Bản này em không biết chính xác nhưng ít nhất em đã nhìn thấy 40 túi khí rồi. Đấy. Đây, đồng hồ nhỏ ở đây này, báo xăng này. Mặt màn hình Android siêu to khổng lồ này. Tích hợp cam lùi, cam hành trình trên gương, đầy đủ trang thiết bị nhé. Điều hòa auto tự động, có cửa sổ điều hòa hai vùng độc lập khác nhau, người lái và người phụ hai vùng khác nhau nhé. Nhiệt độ khác nhau. Tay nắm cần số này còn rất là đẹp, rất là tiện nhé. Hộp số và các cấp số cộng trừ, cấp số thể thao. Yên ngựa này, chất đè nước này, rất là đẹp, to bản, bè thế, bè tí tay. Cái chỗ này hơi bị nhăn này, như là đè nước nóng ở đây sao ấy, nó bị sùi với cái da này, xấu cái chỗ này. Cái này bình thường nó bọc da được ngay như đây, nguyên bản nó, tâm ra chủ nhân họ để nguyên. Chân lị nguyên bản theo xe, đấy, sạch sẽ cực kỳ luôn nhá, sạch đẹp, không có bọc cái bóng bằng nguyên. Hai tấm chân lắng, một hộp đẩy kính, hai cụm đèn trần, rất đẹp. Trên tới hàng ghế sau này, hàng ghế sau da nguyên bản, da xịn theo xe, rất là đẹp. Trần cực kỳ sạch. Vùng điều hòa sau, đấy, dòng này có vùng điều hòa sau để người, những người ngồi sau không bị nóng nhá. Thảm rối 5D. Khoảng rất là rộng chị nhìn này. SUV 5 chỗ mà rất là rộng. Chưa nói đến cốp đằng sau này. Cốp đằng sau rộng cực kỳ luôn. Này, ốc ác mọi thứ cực đẹp, cực xuất sắc. Táp bi cánh cửa sau phụ rất sạch sẽ, từ nhựa ra đến sườn tích điện không hề bong chóc nhá. Đẹp. Cốp anh chị nhá. Cốp của nó thì không phải bàn. To rộng như này, hay trẻ con chui vào ngủ luôn. Đấy. Rất là sạch sẽ, cái gạt lì đến nhựa xung quanh xe gần như tất cả chi tiết nguyên bản nguyên zin. Xe này là lốp sơ cua anh chị nhìn nhá, lốp sơ cua. Đấy. Kích lốp, sàn xe, sàn cực kỳ sạch sẽ, không bị hoen gì nhá. Đây, cái chỗ này rửa bị đọng nước này. Đấy, nhưng không có hoen gì anh chị nhá. Chi tiết sau cực đẹp, cốp đó này nguyên bản nguyên zin anh chị nhé, nguyên bản nguyên zin tất cả chi tiết luôn. Em sẽ tiến tiếp thêm cho anh chị lắp cả bù phần máy trước nhé. Đây, tổng quan cả bù này cực kỳ cân đối. Tất cả các tem mác còn nguyên, rất là mới theo năm tháng từ 2013 đến giờ. Cái này không có dấu hiệu đâm va biến dạng về cái lắp capo này. Để làm hỏng tem hay tất cả những gân gờ, đinh tán, lỗ tròn, lỗ chẹt, dập lồi dập chìm của xe nhá, yên tâm nhá. Đây về phần tổng quan về máy móc này, khung sườn đằng trước này, cụ giảm sóc, đầu tai đèn, đầu giằng phía trước không có bị đâm va biến dạng nhá. Zin nguyên bản đấy chị nhé, cam kết anh chị zin nguyên bản. Đây tổng hợp máy móc đang hoạt động rất là êm ái, mạnh mẽ, và cam kết anh chị rằng máy số mọi thứ còn nguyên zin, cốc ác còn nguyên zin. 2013 thôi, rất khô ráo, rất sạch sẽ này, phải nhà bé nha, rất khô ráo, rất sạch sẽ. Cam kết luôn anh chị về chất lượng con xe này. Dạ vâng.
Em vừa giới thiệu cho anh chị về một con Hyundai CRV. À quên, Honda CRV. Con được sản xuất 2013, phiên bản số tự động, máy 2.0. Xe cực đẹp, cực chất luôn. Màu màu này màu xanh xanh tím. Xanh tím nha anh chị nha. Hiện tại bên em đang chào bán với giá là 465 triệu đồng, hỗ trợ bao rút hồ sơ cho khách hàng, bớt chút xăng xe lộc lá cũng như đi lại cho anh chị. Và anh chị đã quan tâm mẹ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0705 141414, và hãy đến với chợ ô tô cũ Quảng Linh có địa chỉ tại ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Linh để có thể xem xe. Anh chị nào mới xem video này lần đầu thì hãy cho em xin nút đăng ký kênh chị nhá. Vâng, xem xin phép dừng video đây. Hẹn anh chị tại những video khác về những con xe khác chất lượng hơn. Xin cảm ơn em lại.